Audio Jungle. Xin chào các bạn đã trở lại với chương trình ẩm thực của kênh YouTube Thuần SD. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn món bún mắm miền Tây. Để làm món bún mắm miền Tây, chúng ta cần 300g mắm, 200g tôm, 300g mực, 300g heo quay, 400g cá lóc, 300g thịt ba rọi, 2 muỗng bột ngọt, 2 muỗng hạt nêm, 3 muỗng đường cát. Đây là công thức để nấu một nồi nước lèo bún mắm cho khoảng 5-6 người ăn nha các bạn. Bạn nào muốn nấu cho nhiều người ăn hơn thì chúng ta cứ việc tăng lượng nguyên liệu theo tỷ lệ như vậy nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt nồi nước sôi lên. Cho xả vào, cộng với hành tím. Và đây là mắm. Mắm thì chúng ta chọn mắm cá linh và mắm cá sặc. Mắm cá linh thì cho chúng ta vị béo, còn mắm cá sặc thì cho chúng ta cái mùi thơm. Cộng với hương xả và củ hành tím sẽ làm cho cái nồi nước lèo của chúng ta có hương vị thật là đặc trưng. Chúng ta cứ đun sôi lên đến khi nào con mắm nó rã ra hết thì chúng ta sẽ bắt đầu lược, lấy hết những cái xương. Và chúng ta chỉ lấy nước thôi, lấy nước của mắm thôi. Trong khi chờ đợi con mắm nó rã ra thì chúng ta bắt đầu tiến hành sắc xả và bằm nhuyễn để chúng ta ướp với lại thịt ba rọi. Bằm nhuyễn ra nha các bạn. Rồi và bây giờ chúng ta cho vào dĩa. Nồi mắm của chúng ta sôi rồi, bây giờ chúng ta tắt lửa. Chúng ta tiến hành sắc thịt ba rọi. Và chúng ta tiến hành lược mắm. Đây, con mắm của chúng ta rã rồi. Con mắm của chúng ta đã rã rồi, chỉ còn xương thôi. Bây giờ chúng ta tiến hành lược nào. Đây, thơm quá các bạn ơi. Mùi củ hành, mùi xả cộng với hương vị của mắm rất là đặc trưng hương vị của miền Tây. Bây giờ chúng ta bắt thêm một nồi nước sôi nữa để chúng ta tiến hành luộc tôm, mực. Bây giờ chúng ta cho tôm vào trước. Và bây giờ tôm chúng ta đã chín rồi, chúng ta vớt ra dĩa để tí nữa chúng ta bóc vỏ ra. Rồi, và bây giờ đến lượt là mực. Mực thì nó cũng mau chín lắm các bạn. Bây giờ mực đã chín, chúng ta cũng vớt ra dĩa để đó. Wow, thơm quá. Bây giờ đến lượt cá lóc. Luộc cá lóc chín rồi thì chúng ta cũng tiến hành rỉa nó ra. Chúng ta chỉ cần lấy cái phần thịt thôi, chúng ta gỡ xương ra hết.
Tí nữa mà cái nồi nước lèo của chúng ta hoàn thành thì chúng ta sẽ cho bún vào tô và chúng ta cho một ít thịt cá lóc, một ít mực, một ít tôm, một ít heo quay, một ít thịt ba rọi và rau đắng và nhiều loại rau nữa. Chúng ta tùy theo người nào thích ăn rau nhiều chúng ta sẽ cho rau nhiều và chúng ta chan cái nước lèo lên. Thế là dùng thôi các bạn ạ. Bây giờ thì chúng ta tiến hành nêm nếm cái nồi nước lèo. Và đây là cái nước thịt mà mình luộc thịt tôm mực hồi nãy đó, chúng ta cho vào luôn để cho vị nó đậm đà hơn. Chúng ta cho 2 muỗng bột ngọt, 2 muỗng hạt nêm. Và mắm nó có vị mặn cho nên chúng ta cho 3 muỗng đường vào. Chúng ta bắt bếp lên để chờ nó sôi và chúng ta tiến hành sắc khóm ra, hay có người còn gọi là trái thơm á. Sắc thơm ra chúng ta bỏ vào để cho vị nó tăng thêm cái mùi hương của nó và nó có thêm cái vị ngọt, ngọt ngọt chua chua để cho nó dung hòa lại với cái vị mặn của mắm. Sau đó chúng ta sắc cà phổi. Chúng ta bắt đầu khử xả để trộn với lại mình để ướp lại. Chúng ta bắt đầu khử xả để ướp với thịt ba rọi. Xả đã thơm rồi thì chúng xả bắt đầu thơm rồi thì chúng ta cho thịt ba rọi vào xào lên, xào sơ sơ thôi. Khi thịt nó vừa hơi săn lại thì chúng ta cho vào trong cái nồi nước lèo. Chúng ta tiến hành sắc thịt ba rọi, lột tôm, bóc cái vỏ tôm ra. Chúng ta bắt đầu rửa thịt của cá lóc ra, gỡ xương ra hết. Rồi cắt mực để vào. Đó. Hai quả ớt dồn chả. Ớt nó không có cay nha quý vị. Bây giờ chúng ta cho thịt ba rọi đã ướp với xả vào. Chúng ta tiến hành hớt bọt. Vậy là nồi nước lèo của chúng ta sắp thành công rồi đấy các bạn. Chúng ta cho cà phổi vào. Như vậy là nồi nước lèo bún mắm của chúng ta đã sắp hoàn thành. Chúng ta cho thêm một ít đầu hẹ vào. Cái hẹ đó các bạn, chúng ta chỉ lấy cái phần gốc của nó thôi. Bây giờ chúng ta cho bún vào tô, cho một ít mực, một ít thịt heo quay, một ít cá và một trái ớt, vài cọng rau đắng. Tùy theo người nào thích ăn rau nhiều thì mình bỏ rau nhiều các bạn. Bây giờ chúng ta chan cái nước lèo lên nè. Ui, thơm quá các bạn ơi. Rồi, và bây giờ các bạn có thể tự tay vào bếp nấu món bún mắm miền Tây để đãi cho cả nhà rồi nhé. Chúc các bạn thành công với món bún mắm miền Tây.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube Thuần SD nhé các bạn. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.